để từ bỏ người mà bạn đã từng yêu sâu đậm. Có lẽ tình yêu là một trong những trải nghiệm hạnh phúc, đáng nhớ và thú vị nhất của con người. Dù là tình yêu dành cho gia đình, bạn bè, con cái hay là tình yêu đôi lứa, thì tình yêu luôn là những trải nghiệm được con người cùng nhau vun đắp. Con người hạnh phúc bao nhiêu khi tình yêu ở đỉnh cao, thì cũng đau khổ tột cùng bấy nhiêu khi tình yêu ra đi và phải từ bỏ người mình yêu. Dù phải từ bỏ hết, nó cũng giống như việc một người yêu quý bạn đã bị chết. Không ai có quyền cấm bạn không được đau buồn vì mất mát, nhưng hãy cười lên những cơn sóng đau khổ, đừng để chúng kéo ngã hoặc nhấn chìm bạn. Đừng cố gắng chiến đấu với chúng. Hãy thừa nhận khi mất đi một ai đó là lúc tốt nhất để nhìn nhận đúng đắn nhất về mối quan hệ đã qua. Bắt đầu bằng việc nhìn nhận những điều đang xảy ra. Nếu bạn mất đi người mình yêu vì người đó đã mất, và bạn đang cố gắng hướng về cuộc sống phía trước, bạn có thể nhận ra rằng bạn đã lý tưởng hóa tình yêu của mình. Bạn đã không nhớ lại khoảng thời gian không vui vẻ mà hai người đã trải qua khi còn ở bên nhau. Bạn trân trọng người mình yêu bằng cách nhớ về những giây phút hạnh phúc thật nhiều và quên đi những khoảng thời gian không vui vẻ bên nhau. Thay vì điều đó, hãy nhớ lại chính xác con người thực sự của người mà bạn yêu. Nếu tình yêu tồn tại giữa hai người, hãy tách biệt những điều khiến người yêu của bạn đặc biệt và những điều bạn làm để vượt qua sự khác nhau giữa hai người. Đừng giữ chặt người mình yêu một cách không cần thiết. Giữ người đó quá chặt chỉ càng làm bạn sẽ đánh mất tình yêu và không nhìn thấy phía trước. Đó không phải là điều người ấy muốn ở bạn. Nếu bạn mất đi một mối quan hệ mà không phải vì ai đó ra đi, thì mọi thứ cũng tương tự như vậy. Mối quan hệ đó không hoàn hảo. Nếu nó hoàn hảo thì bạn đã không phải cố gắng để đi tiếp. Thậm chí nếu bạn không phải là người chủ động vứt bỏ mọi thứ, thì nó mãi cũng chỉ là một mối quan hệ hời hợt và hoàn toàn đúng khi bạn chấm dứt nó. 2. Hãy thành thật về cả hạnh phúc và cả đau khổ khi yêu. Mối quan hệ của bạn cũng giống như hầu hết các mối quan hệ khác, có lẽ đều có thăng trầm. Nếu bạn không phải là người chủ động chấm dứt trước, bạn có thể nhận thấy chính mình đã thần tượng hóa nó lên một chút. Bạn nên nhìn lại và nhớ đến những khoảng thời gian đẹp đẽ. Nhưng một điều quan trọng là bạn cần phải thực tế hơn. Hai người cũng đã từng có những khoảng thời gian không được hạnh phúc lắm. Trân trọng những điều tốt đẹp mà mối quan hệ và đối phương mang đến cho bạn, những điều tạo nên con người của bạn bây giờ. 3. Thừa nhận những điều đã gây tổn thương cho bạn. Việc đó cũng quan trọng để bạn biết rằng mối quan hệ đó đã mang đến những cho bạn những gì tồi tệ. Điều đó không có nghĩa là người kia là người xấu, nhưng nó có thể cho bạn thấy bạn đã từng bị tổn thương khi hai người còn yêu nhau. Một khi bạn biết được những điều đã khiến bạn bị tổn thương, bạn có thể sẽ biết cách xoa dịu vết thương của mình. Biết được những điều khiến cho bạn tổn thương giúp bạn tránh được các cạm bẫy trong những mối quan hệ khác. Nó cũng giúp bạn nhìn nhận lại những gì mà bạn đã bị mất. Biết rõ những điều đã khiến bạn bị tổn thương, bạn sẽ thoải mái để đi tiếp trong tương lai. 4. Đừng chăm chăm vào những điều xấu. Nhìn nhận công bằng về mối quan hệ của bạn và về cả đối phương là một điều quan trọng. Nó giúp giải tỏa những cảm xúc hiện tại của chính bạn, thôi thúc bạn từ bỏ mối quan hệ đó và đi tiếp. Một điều cũng quan trọng là tránh nói xấu đối phương, thậm chí khi người đó đối xử tồi tệ với bạn. Càng chăm chăm vào quá khứ, càng khiến con người ta trở nên đau khổ. Suy nghĩ tiêu cực hoặc chìm đắm trong những giây phút đau khổ sẽ làm bạn không thôi nghĩ về người đó và sẽ càng khó để bạn có thể bỏ người đó ra đi. Thực tế, tình yêu của bạn có thể sẽ biến thành căm hận. Điều đó không có nghĩa là người đó sẽ biến mất khỏi trái tim của bạn. Chỉ đơn giản là bạn không còn quan tâm đến những người đó. Bạn xứng đáng được cảm thấy vui vẻ và thoải mái để được đi tiếp. Vì thế, hãy cẩn trọng với việc giữ đầy những suy nghĩ tiêu cực về người đó trong một vài ngăn trái tim của bạn.
Phần 4. Giao lưu với người khác. 1. Liên lạc với những người thân thiết nhất của bạn. Bạn cô lập bản thân, điều đó là bình thường, và bạn vẫn ổn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bạn không được cô lập mình với những người thân thiết nhất của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Họ yêu bạn và cần biết bạn vẫn ổn. Đôi lúc họ sẽ hiểu bạn hơn chính bản thân của bạn. Họ có thể giúp bạn tìm lại chính con người mình khi mà bạn đã sống tốt hơn. Những người này là những người hiểu bạn và biết khi nào họ có thể giúp bạn quên đi tất cả và tận hưởng sự vui vẻ. Họ biết cách làm cho bạn cười và là bờ vai khi bạn muốn khóc. Bạn không cần chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng hãy tin tưởng những người thân thiết nhất của mình. Những người này cũng có thể giúp bạn nhận ra liệu nỗi buồn của bạn có làm bạn gục ngã và liệu bạn có cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp. 2. Đưa ra giới hạn khi nói chuyện. Bạn bè và gia đình của bạn có thể nói chuyện về người đó mà không nhận ra bạn đang phải đấu tranh nội tâm nhiều như thế nào. Vì thế, hãy để bạn bè của bạn biết khi nào bạn muốn thay đổi chủ đề câu chuyện. Hãy thành thật và để họ biết bạn cần có thời gian. Hãy làm rõ những điều khiến bạn tổn thương và những điều bạn muốn tránh lúc này. 3. Đưa ra giới hạn khi liên lạc. Sẽ rất là quan trọng khi bạn biết mình có thể chịu đựng nỗi đau khổ tới mức nào và tự bảo vệ mình. Có thể bạn đồng ý tiếp tục làm bạn với người yêu cũ, nhưng những cuộc gọi mang tính chất bạn bè sẽ khiến bạn bị đau lòng. Hãy thành thật với cảm xúc của mình. Bạn có thể cần cắt liên lạc hoàn toàn trong lúc cho bản thân có thời gian để chữa lành các vết thương. 4. Chấp nhận những lời mời để giao lưu với người quen. Có lẽ hầu hết mọi người đều có đồng nghiệp, bạn cùng lớp hoặc thậm chí là những người bạn và cả gia đình mà không phải những người thân thiết nhất. Họ có thể không phải là những người để bạn tâm sự những điều trong ruột gan, nhưng họ vẫn đóng một vai trò ở trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể từ chối lời mời dùng cơm trưa chốc lát của người đồng nghiệp, nhưng sau đó đừng tách biệt mà hãy hòa đồng và thân thiện với họ. Những sự giúp đỡ này thường chỉ dừng lại ở mức độ nào đó, giống như quan hệ của bạn với họ. Bạn có xu hướng tránh nói chuyện sâu đến các vấn đề riêng tư và luôn tỏ ra vui vẻ ngoài mặt. Họ cũng không muốn nghe bạn miên man giải bày tâm sự quá 30 phút của bữa trưa. 5. Chấp nhận người mới. Đó không phải là việc thay thế những gì đã mất, đúng hơn là việc đi tiếp con đường của bạn. Khi bạn cảm thấy ngày càng ít buồn hơn, bạn sẽ nhận thấy tâm trí của mình dành cho người bạn đang cố gắng từ bỏ cũng ít hơn. Đó là lúc bạn có thể mở lòng với người mới, những người mới thú vị. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không nhất thiết phải đi chơi và hẹn hò để tiếp tục con đường của bạn. Thực tế, chỉ nghĩ đến việc đó, thậm chí có thể làm bạn sợ hãi vào lúc đó. Hãy đừng căng thẳng như vậy, và hãy nghĩ về việc đó một cách thật thoải mái. Thay vì mơ tưởng đến cảnh tượng hẹn hò, hãy nghĩ đến việc bạn sẽ có những tình bạn mới. Tình bạn có thể lầy lọ muôn hình muôn vẻ. Một số người giống với những người yêu, người thân trong gia đình. Đôi khi một số người sẽ vượt qua mức độ tình bạn và trở thành người yêu. Một số người bạn thì chỉ là bạn mà thôi. Dù người bạn mới có như thế nào, bạn cũng sẽ không hối hận khi mở lòng để có nhiều bạn hơn. Phần 5. Thể hiện bản thân. 1. Nói ra những cảm xúc của bạn. Cảm xúc có thể chôn vùi hoặc thậm chí làm câm lặng một con người. Hãy lắng nghe cảm xúc của bản thân. Hãy chia sẻ những điều đó với một thành viên trong gia đình, một người bạn, cố vấn hoặc người thân cận. Có những lúc bạn khó có thể mở lời với người quen về điều gì đó riêng tư. Bạn có thể cân nhắc hẹn gặp một nhà tư vấn hoặc một nhà sư. Những cảm xúc xuất hiện một cách lộn xộn, điều đó làm bạn khó nói ra một cách rõ ràng. Một người thứ ba khách quan có thể giúp bạn bằng việc đưa ra những câu hỏi chuẩn xác để gỡ rối cảm xúc của bạn mà không áp đặt theo quan điểm riêng của họ. Điều quan trọng ở đây là bắt đầu
nói về vấn đề đó một cách đơn giản, thay vì giữ chúng ở trong đầu của bạn, nơi mà không ai có thể hiểu hoặc có thể điều chỉnh suy nghĩ của bạn. 2. Viết lá thư cho người đó. Viết một lá thư cho người bạn yêu. Trong thư, hãy nói rõ sự lựa chọn của bạn là để người đó ra đi. Một vài người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đốt lá thư, tuyên bố kết thúc một cách dứt khoát. Hoặc bạn có thể thích cách thể hiện tình cảm hơn là để vị trí của người đó sẽ luôn được giữ trong trái tim của bạn. Cách đó sẽ thích hợp để bạn quên được một ai đó khi người đó đã chết. Bạn có thể thích cách viết thông điệp của bạn lên một bóng bay có chứa heli và thả nó bay đi. Một lựa chọn khác là làm một chiếc đèn trời, viết những lời yêu thương lên đó và thả nó bay như thể bạn gửi thư cho người mà bạn yêu. 3. Viết cảm xúc của bạn vào trong nhật ký. Bạn cũng có thể chọn cách viết nhật ký cảm xúc của bạn. Hãy viết về cảm xúc hiện tại của bạn, cũng giống như những cảm xúc mà bạn muốn tìm lại. Bạn được thành thật 100% với bản thân của mình khi viết nhật ký, bởi vì chỉ bạn mới có thể đọc được những gì mà bạn đã viết. Việc này cũng giúp bạn nhận ra cách mà bạn suy nghĩ, hành động và cả cư xử. 4. Tạo ra sự thay đổi cho riêng mình. Thay đổi, thậm chí điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, có thể giúp bạn cảm thấy tươi mới. Và nó cũng nhắc nhở bạn rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. Sắp xếp lại đồ đạc, thử một kiểu tóc mới, lái xe đi làm theo một con đường khác, ăn tráng miệng trước. Bất cứ điều gì bạn chọn thay đổi, dù là rất nhỏ, sẽ mang đến điều gì đó thú vị mới. Nó có thể chỉ làm bạn nên tinh thần tạm thời, nhưng chính điều đó có thể nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn có thể mỉm cười và tận hưởng cuộc sống này. Phần 6. Đi tiếp con đường của bạn. 1. Hãy tận hưởng cuộc sống của chính bạn. Mối quan hệ đó đã khiến bạn bị đau khổ, và bạn đã dành thời gian để nhìn nhận một cách trung thực về nó. Bạn học cách chịu đựng cũng như cách vượt qua những cảm xúc của bản thân. Bạn đã bắt đầu chấp nhận những người khác và tìm thấy chính mình. Bây giờ là lúc để bạn đi tiếp. Hãy trân trọng cuộc sống của người bạn yêu bằng cách sống tốt cuộc sống của mình. Tình yêu của người đó dành cho bạn ảnh hưởng đến bạn bởi cách người đó sống, chứ không phải cách người đó ra đi. Hãy tiếp tục câu chuyện tình yêu và cuộc sống bằng cách đi tiếp trên con đường tình yêu và cuộc sống đang ở phía trước. Con người thường dễ để nỗi buồn làm họ hao gầy khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp nhất mà họ đã có với một người đã mất. Thay vì điều đó, hãy để tình yêu của hai người tiếp tục bằng cách dành cho họ một góc hạnh phúc trong ký ức của bạn. Học cách mỉm cười và cười thật to mỗi lần bạn hồi tưởng về những người mình yêu. Họ sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho bạn khi những ký ức đó ùa về. Niềm vui sẽ chữa lành những vết thương. 2. Hãy hỏi mình liệu bạn còn muốn quay lại. Cho bản thân thời gian để chữa lành vết thương vì mối quan hệ đổ vỡ quan trọng. Nhưng một lúc nào đó, bạn sẽ có cảm thấy sẵn sàng để đón nhận một người khác. Mặc dù vậy, bạn đã không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới khi lòng vẫn còn mong mỏi một tình yêu đã qua. Dù mối quan hệ đó là tình bạn hay tình yêu, hãy hỏi mình liệu bạn đã thôi nghĩ về người yêu cũ chưa? Nếu bạn vẫn nghĩ về anh ấy, thậm chí 2 lần một ngày, thì bạn vẫn có thể muốn quay lại. Mong muốn có tình yêu, thậm chí làm bạn gặp rắc rối, vì bạn đang cảm thấy cần ai đó để lấp khoảng trống tạm thời ở trong lòng. Điều đó sẽ khiến một người khác đến với bạn. Nhưng mối quan hệ này có vẻ không hoàn toàn tốt. Thế, nó thực sự không mang đến cho bạn điều gì khác ngoài việc lấp khoảng trống tạm thời ở trong lòng của bạn. 3. Hãy hỏi mình nghĩ đến người đó nhiều như thế nào. Liệu bạn có thể quay lại những nơi mà hai người đã thường xuyên đến và không nghĩ đến anh ấy ngay lập tức? Nếu trái tim của bạn vẫn gọi tên anh ấy, thì có thể bạn cần thêm thời gian. 4. Gói chặt kỷ niệm trong những trải nghiệm mới. Cho tới khi bạn sẵn sàng,
bạn sẽ ổn hơn nếu tránh đến những nơi gợi lại trong tình bạn hình ảnh của hai người mà bạn đã cố quên. Nhưng hãy nhớ rằng, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai. Thời gian đầu sau khi chia tay, bạn nên làm như vậy. Nhưng sẽ đến lúc bạn cần mạnh mẽ lên để chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của mình. Hãy nghĩ đến việc quay lại những nơi hẹn hò xưa với một người bạn đáng tin tưởng. Sau đó, các bạn có thể chia sẻ nhiều kỷ niệm và mối quan hệ mới. Hãy bắt đầu với nơi nào mà bạn cảm thấy thoải mái và chậm rãi viết từng kỷ niệm và từng câu chuyện mới. Với bạn, những nơi này vẫn đặc biệt. Khi một bài hát nào đó vang lên trên đài, bạn còn nghĩ tới người đó. Nếu bạn còn nghĩ đến người đó, thì có lẽ chưa đến lúc để bạn đi tiếp. Những kỷ niệm cũ có thể sẽ cần được gói chặt và thay thế bởi những trải nghiệm mới, những kỷ niệm mới. Hãy cố gắng chia sẻ bài hát đó với những người bạn và đề nghị họ giúp bạn một ý tưởng mới của bài hát này. Hãy đưa ra một ý kiến hài hước. Hãy nhớ, sự hài hước có thể chữa lành những vết thương. Bạn thích khung cảnh từ một nhà hàng nào đó, hãy gặp gỡ một vài người bạn tốt nhất ở đó. Hãy cười, tận hưởng niềm vui và biến nơi đó thành điểm hẹn hò thường xuyên. Hãy cởi bỏ bề ngoài cũ rũ, từng lớp và mang đến cho mình một diện mạo mới và tích cực hơn. 5. Quan sát bạn phản ứng như thế nào khi ai đó nói đến tên người yêu của bạn. Khi ai đó nói đến tên người yêu cũ của bạn, bạn còn cảm thấy đau lòng như dao cắt không? Khi bạn cảm thấy đau lòng, hãy tự nhủ rằng bạn mong người đó vẫn ổn. Điều đó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nó có thể giúp những suy nghĩ về người đó đến với bạn như một phản xạ mà không ảnh hưởng nhiều đến bạn. 6. Đo phản ứng tình cảm của bạn nếu bạn nhìn thấy người yêu cũ. Nếu bạn tình cờ bắt gặp người yêu cũ đi với tình yêu mới của anh ấy, tình cảm của bạn sẽ phản ứng mạnh đến mức nào? Liệu bạn có đau lòng khi thấy anh ấy hạnh phúc không? Bạn có thoải mái để vui vẻ với anh ấy? Vậy liệu bạn đã thực sự từ bỏ anh ấy chưa? Hãy tự đấm nhẹ vào mình, chỗ bạn đấm sẽ bị bầm tím và giống như một vết thương thể xác, nó sẽ nhanh lành trở lại như lúc ban đầu. Nhưng trước khi bạn tự đấm mình, hãy chắc là bạn chỉ bầm tím nhẹ thôi đấy. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.